Xin chào các bạn đã trở lại với Tinh Hoa Võ Thuật. Hôm nay mình sẽ có một đống đồ chơi mới. Đống đồ chơi này mình chưa quay clip nào đúng không? Các bạn có thể biết cái này là cái gì không? Cái này không phải là cầu vồng chơi đâu. Cái này không phải là nhảy dây đâu. Cái này gọi là dây ngũ sắc ha. Có thể các bạn đã biết rồi, dây ngũ sắc để chúng ta tập luyện thể hình. Thay vì các bạn đến các trung tâm tập gym thì bây giờ người ta chế được cái dây này để chúng ta có thể tập tại nhà ha. Và các bạn có thể đăng ký mua. Xin lỗi, mình không có bán cái này, các bạn có thể đi tìm mua ở chỗ nào đó nha, chứ mình chưa có bán cái dây này, được chưa? Rồi, cái dây ngũ sắc hôm nay mình sẽ test thử một vài động tác dây ngũ sắc xem coi là nó chất cỡ nào, được chưa? Và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Quên, còn nói cái này nữa, dây ngũ sắc ấy, thì nó có 3-5 cái loại dây này ấy, thì nó có cái mức độ khác nhau. Rồi 5 cái màu dây này ấy, nó có mức độ nặng khác nhau. Đây này, ví dụ dây đen là cái dây mà nặng nhất, dây đen dây nặng nhất ha. Sau đó là đến dây kéo thử là biết liền, đến dây xanh này, dây đen là nặng nhất này, rồi đến dây xanh này, rồi đến dây dây đỏ, rồi đến dây xanh lá, và đến nhẹ nhất là dây vàng đó. Đây, sắp xếp theo thứ tự màu như thế này. Đây này các bạn nhìn này, đen, xanh, đỏ, green, xanh lá và màu vàng đó. Đây là thứ tự màu, và các bạn có thể chấp 2 dây như thế này để tập luôn, hoặc là 3 giây hoặc là 5 giây cùng một lần. Nếu các bạn đủ sức để chơi 5 giây một lần thì các bạn chắc là đô vật Mỹ nhỉ? Đô vật Mỹ luôn ha. Và mình thì thường chơi 2 giây nặng nhất là đen và xanh này. Tùy động tác thôi, có động tác mình chơi được, có động tác mình không chơi được. Có động tác mình phải chèn 3 giây, có động tác mình phải chèn 5 giây ha. Và bây giờ chúng ta test thử để xem coi nó kinh khủng như thế nào ha. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy nhớ bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất của Tinh Hoa Võ Thuật ha. Rồi nếu mà bài này hay thì các bạn có thể đi kiếm cái dây này rẻ lắm, có dưới 10 triệu cái dây này. Đùa đấy, cái này nó chỉ có khoảng 200 mấy 300 hoặc là có mấy trăm nghìn một cái bộ này, mà các bạn có thể tập không tốn điện không gì hết, tập ngay tại nhà nhá, thì cũng dưới 10 triệu đấy nhỉ, không có gì nhiều hết. Rồi bây giờ chúng ta test thử. Bây giờ mình tập động tác. Đây còn giới thiệu 3 cái dây này nữa, này giống đi quảng cáo sản phẩm. Còn có 3 cái này nữa, đây là 5 cái dây này. Rồi có 3 cái như vậy, hai cái móc này và một cái này gọi là quả nặng, hình như cục nặng hay là cục nặng hay sao á. Đây là gọi là cục nặng ha. Đây có 3 cái như vậy nhá, rồi tí tập thì các bạn sẽ biết nó để làm cái gì. Rồi đây là hai cái tay giống như tay cầm này, để tay mình cầm vào, được chưa, để mình móc vào cái dây đấy. Như vậy thôi, có 5 cái phụ kiện như vậy với lại 5 dây đó, một bộ như vậy nhá. Rồi bây giờ mình thử tập thử cái động tác nâng vai để thử coi ha. Nâng vai trước thì không cần cái dây kia, rồi các bạn chú ý nhé. Thank you.
8 9 10 Rồi, đuổi tay. Đó, rồi, bây giờ động tác tiếp theo này. Ờ, chúng ta nãy là đã